Khi nhắc đến đồng hồ chronograph thì chúng ta không thể không nhắc đến chiếc đồng hồ Rolex Daytona, có đúng không quý vị? Chiếc đồng hồ Rolex Daytona vào khoảng 5 đến 7 năm trước thì có mức giá chỉ khoảng trên 300 triệu giá hãng. Và chiếc đồng hồ đang ở trên tay tôi thì có mức giá hãng đắt gấp đôi chiếc Rolex Daytona. Tuy nhiên, thời điểm này chiếc đồng hồ này chỉ có giá trên thị trường khoảng 1/3 so với giá của chiếc Rolex Daytona. Trong video này thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu tại sao chiếc đồng hồ này lại có mức giá hãng đắt gấp đôi Rolex Daytona. Ok, let's go. Sau đây thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về chiếc đồng hồ này. Đây chính là chiếc đồng hồ Roger Dubuis mang tên Monegasque, La Monegasque, dịch ra tiếng Việt đó là thuộc về Monaco, với chức năng chính là chronograph. Chiếc đồng hồ này khi mới giới thiệu vào năm khoảng 2012-2013 thì nó có một mức giá hãng lúc đó rất cao, mặc dù chiếc đồng hồ này vỏ thép trên 600 triệu. Tại sao chúng tôi đặt lên bàn cân chiếc Rolex Daytona với Roger Dubuis? Bởi vì hai chiếc đồng hồ này có chung chức năng đó là chronograph, và cỗ máy của hai chiếc đồng hồ thì có rất là nhiều điểm tương đồng, như là được sinh ra là một cỗ máy chronograph tích hợp, không phải là một cỗ máy module với chức năng chronograph, sử dụng bộ ly hợp dọc, và hai chiếc đồng hồ này thì đều không có ô lịch. Tuy nhiên là điểm khác biệt rất là lớn đó chính là Rolex Daytona cỗ máy 4130 thiên về hiệu năng, công năng của một chiếc đồng hồ bấm giờ thể thao với những cầu máy rất là lớn và rất ít khi hỏng, rất hiếm khi hỏng. Bấm chronograph trên chiếc Rolex Daytona thì cũng rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Ngay từ thời điểm đầu khi tôi mới nhìn thoáng qua thì tôi nghĩ cái cỗ máy này đó là một cái cỗ máy chronograph với khớp ngang hay là bộ ly hợp ngang á, nhưng không phải, đây lại là bộ ly hợp dọc. Và đây chúng ta có thể chiêm ngưỡng cái bộ ly hợp dọc đây, đó rất là rõ ràng. Thì đây là một trong số những chiếc đồng hồ mà tôi đánh giá là vẫn còn giữ được DNA của thương hiệu Roger Dubuis với dáng vỏ mang tên là Sympathy. Đây là dáng vỏ độc đáo mà chỉ có ở Roger Dubuis, những chiếc đồng hồ thế hệ đầu mà thôi. Rất tiếc là sau này khi thương hiệu chuyển giao sang tập đoàn Richemont thì dần dần Sympathy đã bị biến mất và cái dáng vỏ là không còn được như cái nguyên mẫu nữa. Về mặt số của chiếc đồng hồ này thì được lấy cảm hứng từ bàn roulette và ở những cái casino ở tại Monaco, với ví dụ như là vành bezel có chảy xước ở phía bên trên này và vát cạnh đánh bóng, và nó được làm hai tầng riêng biệt đó, bezel và lớp vỏ đồng hồ. Sau đây thì tôi sẽ thao tác chức năng chronograph để quý vị có thể chiêm ngưỡng. Và phía mặt sau của đồng hồ là lớp kính sapphire, chúng ta có thể chiêm ngưỡng được cỗ máy. Trên chiếc đồng hồ này có rất là nhiều chi tiết được hoàn thiện tỉ mỉ. Ví dụ như là các cầu máy này, ở rìa cầu máy sẽ được vắt cạnh đánh bóng, và tôi gọi đây là tên thuật ngữ chuyên ngành nó là chamfering hay là anglage. Trên mặt những cái tấm cầu máy này thì được hoàn thiện bằng những đường vân sọc Côte de Genève. Quý vị có thể thấy được không ạ? Ở những cái lỗ chân kính hay là những cái lỗ vít thì chúng ta có thể thấy thương hiệu đã vát tròn và đánh bóng. Trên bộ máy đồng hồ này thì còn có những vị trí, những chi tiết được đánh bóng gương Black Polish, là với những người mà yêu thích chronograph và yêu thích những chiếc đồng hồ có một bộ máy cơ khí đỉnh cao, nhìn trông phức tạp, hoàn thiện rất là tỉ mỉ, thì không thể bỏ qua được Roger Dubuis, và đặc biệt là cái cỗ máy RD680 này. Sau đây thì tôi sẽ lên tay chiếc Roger Dubuis này. Thì cổ tay tôi là cổ tay dạng tròn có đường kính khoảng gần 17 cm. Với chiếc đồng hồ này thì lớp vỏ bằng thép này, đường kính 44 mm, với chức năng chronograph nên là nhìn nó tương đối là lớn một chút. Tuy nhiên là nếu như quý vị đã từng đeo những chiếc Panerai hay là những chiếc đồng hồ Omega có đường kính khoảng trên 42 mm thì đeo chiếc đồng hồ này là rất là vừa vặn. Và đó là những quan điểm của Gia Bảo về chiếc đồng hồ Roger Dubuis này. Quý vị có suy nghĩ như thế nào về chiếc Roger Dubuis là Monegasque đang ở trên tay tôi đây?
với mức giá khoảng 10.000 USD so với mức giá hãng là hơn 20.000 USD thì quý vị có lựa chọn chiếc đồng hồ này hay không? Hãy cùng comment ở phía dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.